Nấu nướng như thế trời ơi, nấu như thế thì sau này ai mà lấy hả? Nấu như thế nào mới vừa lòng mẹ nữa, chán ngày ba bữa, bữa nào cũng chề. Muộn quá. Ây da, cái Gì đây? bình xịt hoàn hảo á. Uầy, khi bình này xịt vào thứ gì thì thứ đó sẽ trở nên hoàn hảo á. Không biết là có thật không ta, Mà tự dưng á, ở trên trời rơi xuống nữa. Mình phải thử xem sao. tiền tiền xong rồi, trứng lại cháy rồi, chán, tí nữa lại ăn mắng cho mà xem. Đâu, thử xem nào, trứng mình rán xem có ngon không. Biết đâu á, ngày hôm nay mình rán tay nghề lại lên thì sao. Thì mình sẽ có cơ hội để dùng bình xịt hoàn hảo này. Ok đấy nhở, để xem nào. Đấy, bên này nữa. Ok. Hôm nay cơm mà nhão nó thì biết tay nha. Mẹ ơi, con nấu cơm xong rồi ạ. À. Cơm đâu? Con nấu thức ăn thôi ạ. À. Cơm con quên bật nút rồi, con đang cắm lại. À, hôm nay nó không nhão mà nó lại còn không chín luôn đấy hả? Đấy, biết ngay mà, con gái. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Trứng nướng bóng đêm mà hay cái gì đây? Trứng Hả? trứng rán mẹ ạ. Trứng rán cái gì thế này, ai mà ăn được? Đen như tờ giấy than thế này. Mẹ thử ăn 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 trước đi. Ôi dồi ôi, đen xì xì thế này thì ăn vào làm sao được, có mà đắng ngắt à? Thì Nấu mới chả nướng, đã bao nhiêu lần mẹ bảo rồi. Như thế này sau này làm sao mà lấy được chồng hả con? con ở với mẹ á. Ở với mẹ làm sao mà sau này già làm sao mà mẹ nuôi được? Dạy nấu đi nấu lại rồi mà nấu cái kiểu gì, cái này thì nhiều mỡ quá con ạ. À, cho vừa phải thôi. Mẹ cứ nếm thử vị đi, biết đâu lại ngon thì sao. Nhìn thế này thôi mẹ đã biết là không ngon rồi, ngán quá. Thôi mẹ nếm thử xem nào. Đây 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 đây, biết đâu ngon thì sao. Ê, ăn thử xem mà. Đâu? Sao rồi mẹ? Ăn thử cái này xem nào. Trứng Ngạ thế nhở? trứng con rán đấy mẹ ạ. Đây con rán à? Vâng. Phải con rán không? Có lạ thế nhở? Sao sao ạ? Con phải ăn thêm một miếng nữa mới được. Đồ ơi con ơi! Sao nhìn nó đen gì gì thế này mà ngon thế? ngon Ngon, mẹ chưa bao giờ ăn trứng ngon như thế này rồi, rau xào vừa phải này, ngon này, không chín quá mà nó cũng giòn nữa. Mẹ mẹ có bị nhiều mỡ quá Không nhiều. không? Mẹ ơi, cái này có Ngon lắm mặn mà. không mẹ? Không mặn một tí nào, làm sao mà mặn được, con vừa thế mà, con thử mà xem. Ăn chưa? Con chưa. Ăn đi, ngon lắm. Thôi mẹ ăn đi, con nhường cho mẹ đấy. Rồi ngon thế nhở. Úi, không mặn. Thế là bình xịt hoàn hảo của mình có tác dụng thật rồi. Mẹ ăn thêm đi mẹ. No quá con ạ, à. Mẹ ăn hết đĩa luôn rồi này. Lần sau con nấu nhiều vào, bắp cải này làm 2 cân vào cho mẹ. Vâng. Bằng này chưa thấm thía gì mẹ vẫn thèm lắm đây này. Thôi, tối ăn nữa mẹ ạ. Ừ. Mình ăn thế thôi. Đây đây, mẹ để con. Rồi xuống rửa bát cho mẹ nhá. Vâng. Công nhận á, mình bảo ban mấy lần cái là nấu ngon ngay. Mang bánh đi cho Hùng Crút ăn nào. Hôm qua Hùng Crút đã không ăn rồi, hôm nay kiểu gì cũng phải ăn thôi. Hơi khát một xíu. Để xem nào. Đắng thế nhờ. Nhìn thế này mà sao cháy thế. Không sao, đã có bình xịt hoàn hảo ở đây rồi. Nào, cho một xíu tình yêu vào đây. Ok rồi.
Kiểu gì Hồng Groot cũng đổ mình ứ đừ luôn. Hồng Groot kia rồi. Đẹp trai thế này cơ mà. Không. Ủa? Thằng đấy à? Lại là tớ đây. Trời ơi, hôm qua đã mang bánh cho tớ rồi. Mà tớ nhìn biết là không ngon nên tớ không ăn đâu. Thôi mà, nể tình à, hôm nào tớ cũng mang bánh cho bạn. Bạn ăn đi. Trời ơi, nhìn cái bánh này á, đổi màu khác rồi. Ngửi mùi cũng kiểu cháy cháy ấy. Sao mà ăn được? Hơi khác một xíu thôi, nhưng mà vị cũng hơi bị được ấy. Bạn không ăn á, làm sao mà biết được. Lại giống như mấy cái đợt trước cơ mà. Ừ, ăn vào uống tốn nước lắm. Hùng ơi, Hùng ăn đi mà. Đi mà Hùng. Thế được rồi, tớ ăn cho ăn một miếng nhỏ ấy nhá. Đây, để tớ bỏ ăn đây nhá. Đâu, thế nào? Trời ơi, không biết là có ngon không đây. Tất nhiên là ngon rồi. Nè, bạn thích ăn phần bông lan hay phần bên ngoài hơn? Bên nào cũng được, à, phải ăn thử miệng đó. Wow, sao bánh hôm nay lại khác hơn đợt trước thế? Thì bánh hôm nay là tớ dành hết mọi tâm huyết vào đây mà. Xem gì đấy? Để tớ ăn thử miếng nữa, ăn bên ngoài một miếng nữa. Ăn một miếng kem. Trời, kem đây. Kem ở giữa đấy. Wow, ngon thế, bùi bùi ngon thật đấy. Đúng rồi. Trời ơi, sao lại có cái bánh ngon như thế này chứ? Này, cả bạn kem, phải cả bánh bảo luôn. Là sao lại có người làm bánh ngon như thế này chứ? Đúng rồi. Cảm ơn bạn Hằng nhé. Không có gì. Thành công rồi, thành công rồi. Mà bạn Hằng ơi, tôi hỏi thật nhé. Sao bạn khéo tay thế? Hay là bạn đi mua đấy? Này, bạn nói thế là tớ buồn đấy nha. Trời ơi. Tớ tự tay làm mà. Tự tay làm á? Tớ ước gì á, về sau tớ sẽ có một bạn người yêu mà làm bánh ngon như thế này luôn. Thật, tớ sẽ làm người yêu bạn đấy luôn. Thế á? Này, sao phải ước? Có tớ ở đây rồi còn gì? Ủa? Có thật không đây? Này, làm người yêu tớ nhá. Ok, nhưng mà ngày nào bạn phải làm bánh cho tớ ăn ấy. Hôm nay bánh này, ngày mai phải bánh khác đấy, biết chưa? Tớ biết rồi mà. Nhưng mà phải ngon như thế này đấy nhá. Tớ nghĩ. Yeah. Đúng là để có được tình yêu nhanh nhất thì chỉ có đi con đường tự dạ dậy đến trái tim thôi. Cộng thêm một ít bình xịt văn hảo của mình nữa, thế là đủ vị. Cầm một bông hoa nữa, thế là xong. Xong chưa con? Con vẽ xong rồi mẹ. Đưa mẹ xem nào. Vâng, mẹ để con làm bất ngờ cho mẹ đã. Đâu? Mẹ nhắm mắt lại đi đã. Lại còn nhắm mắt nữa. Vâng, mẹ nhắm mắt đi, nhanh lên. Đây. Rồi, mẹ. Đấy. Nhanh lên con, trời ơi, xem tranh cho mà nhắm mắt làm sao mà thấy được. Từ từ. Xịt mấy cái vào đây, đấy. Kiểu gì bức tranh này cũng biến trở nên hoàn hảo cho mà xem. Xong chưa? Xong rồi mẹ. Đâu? Đây. Đen đen. Wow. Ôi trời đất ơi, con gái tôi vẽ đây sao? Vâng, con vẽ đấy mẹ. Trời ơi, không khác gì một bức tranh của họa sĩ luôn con ạ. Mẹ chưa bao giờ á, mẹ thấy một bức tranh nào mà có hồn như thế này. Đôi mắt bổ câu này, mái tóc lả lướt này, cùng đôi môi chúm chím. Này, có phải là con vẽ mẹ không? Tuyệt vời. Mẹ của con mới đẹp như thế này chứ. Này, cho mẹ bức tranh này nhá. Để làm mẹ gì hả? Mẹ lấy ra phường nộp để cho làm triển lãm con. Phải cho vào trong khung này, sau đấy là mọi người đến xem để biết là tài năng hội họa của con như thế nào. Còn cho khung nữa à mẹ? Phải cho khung chứ con. Đẹp thật đấy. Này, hay là con vẽ thêm mấy bức nữa đi, mình đem bán đấy con. Ui đẹp thế này kiểu gì người ta tranh nhau mua đấy con ạ. Thôi mẹ ơi. Hả? Họa sĩ người ta thì vẽ hạn chế thôi, không phải vẽ tràn lan ai cũng mua được tranh đâu. Đúng rồi. Mà này con ơi. Dạ. Cô giáo ra bài tập về nhà đấy con biết chưa? Con cái bài tập mà bảo là tự làm một bài thơ lục bát đấy. Con quên, con chưa làm. Làm luôn đi con. Để con nghĩ đã. Nghĩ đi rồi đọc cho mẹ nghe xem nào. Vâng. Ừ. Thơ thì có rồi, để xem có hay hay không đã. Mẹ ơi. Hả? Con có thơ rồi ạ. Đâu nhanh thế? Vâng. Đâu đọc đi để mẹ ngẫm xem nào.
trời buồn, trời đổ cơn mưa. Ta buồn, ta ngủ từ trưa đến chiều. Ấy, ngủ xong dậy ăn cơm chiều mẹ ạ. Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Hay chưa? Hay. Sao mà con nghĩ được nhanh thế? Mà bài thơ đúng với sự thật này, giống với mẹ con ta này, giống với mọi người. Ui, cái bài thơ này á con, con á mà lên lớp đọc ra có khi in thành sách giáo khoa đấy con ạ. Ấy, con là con sợ cái đấy nhất đấy mẹ. Có khi á, sau này con gái hằng nheo của mẹ sẽ được làm tác giả của bài thơ nào đấy, in trong sách giáo khoa, có khi á xuất bản ra để bán đấy con. Mẹ, mẹ có tự hào về con không? Có chứ lại. Này, hay là đi sang hàng xóm với mẹ đi, mẹ khoe hàng xóm một tí cho nó nửa mày nửa mặt. Thôi, có con gái ở trên này mát dạ mà. Thôi mẹ đi đi, mẹ cầm bức tranh đi. Mẹ sang mẹ khoe mẹ nha. Ừ. Thế mẹ đi nha. Vâng. Yeah. Đấy, bây giờ được mẹ khen quá đơn giản luôn. Mát mặt quá. Mà dạo này á, con gái nhà mình này, học giỏi này, nấu ăn ngon này, có một sự thay đổi kỳ lạ. Sao lại thế được nhở? Bình thường thì nó đâu có hoàn hảo như thế đâu. Không biết là có bí mật gì đằng sau không? Lạ thật chứ. Mà thôi, kệ đi. Ý, còn lâu mẹ mới biết nha. Bình xịt hoàn hảo này á, mình phải cất thật kỹ mới được.